Trận thi đấu thứ 2 của series đấu thứ 5. 3-0 về sớm nào. Ngày hôm nay thì Game TV cũng tập đoàn Gplay cũng đang tổ chức một cái giải bóng đá. Và Game TV cũng đã tham gia giải bóng đá này. Bằng đội hình thì có Gman với cả một vài thành viên khác. Nên ngày hôm nay Gman di chuyển hơi sớm. Trận thi đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai ở trong series thứ 5. Hy vọng quân bài sẽ đẹp, 3-0 nghỉ là vừa. Ba không, Seng không cho Son, Roman, Yellow, bên bạn Foya và hai AC. Quân có thể gọi là nhìn hơn hẳn. Bên này, bên này vẫn đánh được khi mà chúng ta có một cung tuyển đó là Egypt trong tay Mạnh Hà và nằm ở vị trí trong cánh. Chim sẻ nắng cầm Minoan đầu cánh. Nơ một cầm cho Son. Và cuối cùng là Chip Boy. Bên bạn là Tư Quý Tuyển. Nhưng trận này vẫn đánh được. Quân được đánh giá là 1-10 và 1... chắc là 7 thôi. Nhưng mà nếu như chém tốt thì hoàn toàn có cửa. Roman này hóa Pan. Và cho Son này hóa IA thì vẫn là tươi luôn. Chúng ta đến ngày máy của đội trưởng của KTV. Một trận mà anh cần phải thể hiện được khả năng của mình. Đang đây thì nó một đang có phong độ khá cao về khả năng đánh chém. Cung của anh thì vẫn tù như vậy thôi. Nhưng mà chém giờ này cũng rất hay, có trận đột biến. Phải chăng anh muốn cướp cái ngôi bằng cái tên bằng chó điên của Chip Boy. Rồi các bạn cứ nói thế chứ Gman ngày xưa là đội trưởng bóng đá ở làng. Vâng, làng của anh ở Vĩnh Phúc. Đã ghê phết đấy. Nhưng ông này hay ỉ ôi lắm. Hôm nọ đi là bóng có ngã một tí mà khổ quá, kêu kêu mấy giải liền. Đã thế là còn xin tôi không bình luận hai hôm. Người đã yếu để mà thích ra gió. Chúng ta đến với mảnh máy của Chip Boy. Thế bảo Chip Boy bài rất ổn. Có vòi như có hiêu và có quả phụ. Vâng, bài này nếu như không dò nữa nó sẽ rơi khoảng tầm 5%. Tầm này là 5% rồi. Nhưng mà vẫn đang muốn dò thêm để có thêm độ. Một bài được coi là rất đẹp. S đầu tiên thiết kế cũng cực kỳ sớm. Thằng nông dân thứ 15 đã có S đầu tiên rồi. Đúng là Roma. Mọi đơn vị quân có giá nhà cửa rẻ hơn bằng các quân bình thường. Thôi về. Về tránh tình trạng chết dần. Hiêu 2, 4, 6 con. 2 con voi. Quả phụ 6 cây. Mắc bình. Vâng em. Vâng, quê ở Quảng Ninh. Những cái giọng mình thoảng nó hơi ngọng thì anh em thông cảm. Chúng ta đang tăng rất nhiều dần để có thể ăn hiêu trong trận đấu này. Đây là cái điều cũng rất khác biệt so với các top còn lại. Ở top 1 thì người ta rất để ý ăn hiêu. Phải nhiều dần ăn hiêu để tránh tình trạng bị vâng thối thịt hiêu. Và lượng thịt sẽ phải dồn lên nhanh nhất để có thể kích đời 2. Rồi, con voi đầu tiên. 23 dần hay sẽ là 25 dần trận này. Trận này 23 dần thì cũng được. Nhưng lực nó sẽ không khỏe bằng bài 25 dần. Nếu như đây là trận 2-3 dần sẽ là trận kích 9 sớm của Chip Boy. Còn 25 dần sẽ rơi khoảng tầm cuối 9 đầu 10. Tùy theo cách ép đời. Như vậy đây là một quả chỉ có 5 cây dành cho Chip Boy thôi. Không phải một quả 6 thì cũng được. Không sao cả. Sẽ là đột biến. Con voi cuối cùng. Con voi thứ hai. Chưa kích đời. 7-0-6 với bài 25 dần của Roma. Rất hợp lý. Cắt 2 dần lên để có thể dâng lờ. Trận này Chip Boy sẽ chọc qua nhà đầu cánh dành cho nó một, sau đó thì chơi thẳng vào trong cánh luôn. Khi bạn có rất nhiều nhà đánh cùng, khả năng trong trận này bên bạn sẽ có thấy hai cùng và hai chém. Mạnh máy chim sẻ, game thủ cầm Minoan 23 dần dành cho chim sẻ. Vâng, bài sẻ cũng rất đẹp. Mấy giờ im bỉm mỉm, chả thấy nói gì. Bài sẻ cũng sẽ đột biến trong trận này. Khả năng cao sẽ kích ở cuối 9. Bên phía bên kia game thủ quýt 3 vòi tránh có 22 dân của IA thôi.
Như vậy cũng sẽ là một bài lên đời cực sớm dành cho Quýt Ba Voi. Những chim sẻ dường như lên đời sớm nhất bản đồ trong trận đấu này. Em đang căn kè ép đời. Đây là Minoan, một đội quân không có lợi thế về ép đời, nhưng sẻ đang có một trận ép đời là rất tốt. 9 bao nhiêu? Vâng, nó sẽ rơi khoảng tầm 9-40. Như vậy là 9-43 với bài 2-3 nông dân của Minoan. Liệu rằng Quýt có ép đời sớm bằng game thủ chim sẻ không? Chim sẻ lên đời sớm lực vẫn đang còn rất nhiều khi có một quán dở, nhưng đây là mỏ vàng xấu. À không, dường như là ướm trước rồi. Tôi đoán là như vậy. 5 dân ăn vàng một bên và bên còn lại thì cho 1 dân. Mỏ vàng này chỉ cần 1 BE là kín. Vàng sẽ không thể bị chọc xuyên. Rất tuyệt vời. Bây giờ sẽ đẩy con ngựa giò lên góc 12 giờ. Sẽ gặp nhà nào? Chúng ta cũng đảo qua máy của Mạnh Hào một chút xíu. Mạnh Hào là bài 26-1. Vâng, chưa lên đời. Mạnh Hào là người đời muộn nhất bên phía của GameTV. Nhưng thế nhà dường như là đẹp khi mà tôi thấy Hào đang muốn thu hốc. Vâng, có hốc thì là đẹp rồi. Quay trở lại với sẻ thôi. Như vậy là gặp luôn màu hại của Quýt. Quýt trận này đánh có 22 dần rồi. Minoan đối đầu với Yamato. Con ngựa giò của sẻ là công giáp đầy đủ. Rồi, quả xấu. Và tờ này ăn được bao nhiêu dần? Chúng ta cùng chơi sẻ. 1 dần nằm xuống rồi. 2 dần. Và Quýt bắt buộc phải quay ngựa giò về thủ. Vâng, trong top 1 thì ông nào cứ quay giò về thủ thì ông đấy sẽ yếu hơn ông còn lại, chắc chắn là như vậy. Tiếp tục là trong giò pha về e của game thủ chim sẻ. Tiếp tục 4 dần và Quýt vẫn đang đứng giò thủ chứ chưa thì đi giò được. Vâng, con giò của Quýt là giò ôm mổ. Một bài Quýt cố gắng ép đời thôi chứ lực cũng không phải là quá khỏe. Sẻ đang đánh bài 2L đối đầu với Yamato. Vâng, Quýt chưa lên đời. Như vậy là lên đời 2 sớm nhưng lên đời 3 là khá muộn dành cho Quýt. Quýt đang muốn bò nhỏ vị trí của mình. Đây là hai cơ sở làm ăn. Mặt bên kia là rằng có hở không? Vâng, mặt bên kia hở thì là fit luôn. Fit. Được không? Vâng, vẫn hở. Một kê. Vâng, chỉ một kê. Nhưng Quýt không bò. Và có lẽ rằng còn lâu nữa thì Quýt mới có bánh sẻ. Vâng, sẻ đang muốn vâng cái gì? Tôi thì đập thôi. Cũng được thôi. Vâng, tôi là lạc đà công giáp và tôi không hề ngán những con nông dân này. Kể cả đây có là nông dân của Yamato. Vâng, con lạc đà của sẻ đang có thể gọi là chém chua. Mất một con ngựa giò nhưng chả sao cả. Sẻ đang được rất nhiều dân của đối phương. Lọt vào tên này thì là ngon. Một tên Quýt đã rất yếu rồi mặc dù Quýt không chết hẳn. Sẻ vẫn đang có lợi thế rất nhiều trước game thủ cầm Yamato. Quay trở lại cánh bên kia, Chip Boy là một bài đi dừng lờ. Như vậy là gặp không, như vậy là có kẹp sầm. Mô 4 là người ở vị trí kẹp sầm và Chip Boy đang có một tên chém vậy e. Có lọt vào mỏ gỗ không? Về lớp đi ngủ đấy ghê. Đúng rồi đấy, anh ngủ đúng lúc lắm. Nhưng con ngựa giò, vâng, đàm thì yếu nhất mà đi. Vâng, hổ báo lao vào. Như vậy là về lớp cũng đang rất tỉnh táo. Nhưng đây không phải là bài khỏe dành cho game thủ về lớp. Game thủ được coi là hàng thiếu xuất sắc nhất của Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, ra giữa bản đồ. Chip Boy là có thể chém chết được không? No 1 cũng đang có mặt ở đây. Như vậy là 2-1 trong tình huống này. Và tham gia 1 đang là 37. Một bài, vâng, tôi cứ tưởng là cho son hóa thành IA nhưng không phải. Đây là cho son hóa thành Max C. Khi mà anh là người chưa lên bánh xe ở thời điểm phút thứ 16. Rất dị nhân. Bây giờ thì sẽ lên bánh xe. Suan No 1 lên bánh xe và bơm thịt cho chim sẻ để chim sẻ lên bánh xe. Một bài cho son rất khỏe ở đầu cánh. Không chỉ hơn ở vị trí kẹp xăm thì là chuẩn hơn. Rất khủng khiếp. No 1 đang rất khỏe đấy nhá. Chip Boy tham 34. Các nhà GTV đang chém rất tốt trong trận này. Và đây rồi, đây là một mã dân của Vlop. Ngủ đây nhá, một quả kia. Em vừa đi qua một quả đấy. Vâng, Vlop nhận ra thế chết hơn chục dân rồi. Vlop đang mất tham quá sâu. Vâng, anh là người đánh cung chủ lực của bên phía, không, chính xác là bài cung ăn hoàng của bên phía Hà Nội trong trận này. Và chính xác là Vlop đã chết rồi. Anh chỉ còn khoảng tầm chục dân mà thôi. Mạnh Hào thông tin báo về là còn bắn được ăn hoàng của Vlop. Đây rồi, những con lồng dân cuối cùng của về lớp. Nhưng ở nhà đang bị một tên Yamato lọt vào. Những bài Yamato yếu lắm. Nó không có cái gì ngoại trừ cái tên đầu tiên này đâu. Mạnh Hào là một bài thu hốc. Mạnh Hào còn phải sóc dân thật khỏe ra. Bài đánh 3 của Mạnh Hào nhưng có thể gọi là chấp nhận được. Quay trở lại với chim sẻ. Chim sẻ đang giết được game thủ Yamato hay chưa? Như vậy là chim sẻ đang phải thủ lại game thủ cung trọng cánh. Game thủ cầm AC Real. Bằng 4 pha, 5 pha về của sẻ là quá tuyệt vời. Nhưng ở nhà đang mất dân. Sẽ đang cầm chân rất tốt nhà game thủ mùa 3 này. Và có lẽ mùa 3 sẽ còn rất lâu nữa mới có thể đẩy qua được nhà của game thủ chim sẻ. Quay trại với No 1, vâng, anh vẫn đang như một con trâu. Một trận thì như đã nói,
Bên bạn trận này không phải đánh một cung mà bên bạn đánh ba cung. À xin bạn không phải hai cung mà đánh ba cung. Nhưng đội một cũng đang có một bài cho son hóa ý à. Chém cực đông dành cho người cầm cho son. Ruộng nương thì là đều huề. Bài M4 đã chết rồi nhưng chiếc bò cần phải quản lại được M4 này. Tham 30 của chiếc bò cũng không bị ai chơi vào. Đây là cái điểm yếu của những vòng bài đánh ba cung. Và điểm yếu của nó là ở đây. Đó chính là những người đi rừng lờ sẽ không bị ai chém vào, nên sẽ vắt được rất rất nhiều những con chém của mình. Tham này 28 và có turn lao vào nhà mồ 3. Turn này có vẻ như là tươi. Dường như mồ 3 đi rất nhiều cung để đẩy nơ 1. Nhưng vừa rồi là một turn nữa được nở ra. Và turn này thì là khoai. Chỉ còn muốn lao vào trong để ăn dần. 5 con chém lao vào trong này. Cánh kia nhanh lên. Mặc dù nói như vậy nhưng thế bên bạn là thế ba cùng. Mặc dù nhà của các thủ bên phía Hà Nội cũng không phải là quá đẹp. Nhà của ba là rất sâu. Em bị cái gì ở trên kia kìa, nhấp nháy kìa chị coi. Vâng, màu quả chị coi đang bị chém. Màu 2, không biết màu 2 chạy kiểu gì để ra được đấy. Dị thế hả rồi. Đây là màu 1. Màu 1 đánh cái gì á? Vâng, màu 1 là người đánh cùng. Và cũng đang có rất đông quân. Vâng, màu 1 đang muốn bắt cả quân của chị coi. Hoàng quay trở lại với đội trưởng của Game TV và anh đã có turn bắt quân. Hoàng My đang vẩy ẻ nhà để bắt chém của game thủ Chip Boy. Nhưng anh không ngờ tới là cái turn cung rất to của mình được đẩy đi thì là bị game thủ nó một bắt. Một bài đúng là cho son hóa thành Yamato. Và Hoàng My đâm đầu vào một con dốc. Một con siêu âm, một con D. Một con D rất ảo. Chém 4 đi Noble ơi. Và Noble vẫn đang cầm chân hai nhà cung rất tốt. Nhưng đây là turn lọt vào của V-Lớp hay chẳng? Tôi nghĩ rằng đây là con cung R cuối cùng của ứng thủ V-Lớp. Nột đã có BC rồi, phát triển rất trâu. Mặc dù anh chỉ là người cầm cho sọt. Chém 4 đã có. Và tờ này thì không có cái cửa gì để cho V-Lớp có thể đẩy được nhà nó một. Có lẽ chỉ là quấy rối thôi. Thông tin nhận về đến từ Chip Boy bên bạn. Nhà hai cung xấu, Mạnh Hào còn phát triển khỏe ra. Chạy đánh đời 4 thì cũng ngon. Khi Mạnh Hào là người cầm cung, được cầm quân đời 4, được coi là mạnh nhất Egypt. Phạm Mạnh Hào đang là 7x. Đi một tuần cung sang cánh bên này. Hoàng Nhi tiếp tục đi lỗi cung. Cung R Mạnh Hào đã có đầu máu. 106 máu dành những con cung R của Egypt. Bên phía bên kia chỉ là cung R của Phonesia. Và chưa chắc đã có đầu máu tuần này. Chim sẻ và Mạnh Hào đã muốn kết hợp quân. Và kết hợp quân này liệu rằng có ổn hay không. Hào có lẽ cần phải lên được cái đầu máu. Và cần phải tập trung điều quân hơn. Đây rồi, có cả nhiều bạn nhưng mà bạn tiếp tục đi lỗi cung. Trận này các cung bên bạn thi đấu tương đối lỗi. Ốp tuần này không. Nó một lên chưa? Nó một lên đi. Không, như vậy nó một đang quản lại nhà M4. Vâng, tôi nghĩ từ vừa rồi mà nó một lên nhà bên này thì là ngon luôn. Cẩn thận bị bắt nhá. M3 cũng không phải là đơn, không phải là, không như vậy là đông lắm. Đông lắm. Tờ này khả năng cao là bị bắt rồi. Bên bạn vẫn là thế hai chủ lực. Hào lên cái bản đồ đi em ơi. Vâng, đánh kiểu lên 4 chắc cũng ngon đấy. Vâng, thằng này đè một chút. Bị lại đè lại một chút xíu sau tờ vừa rồi. Thằng này chiếc bò thú còn 13. Chiếc bò bị quản quá rát và mất rất nhiều dần. Nó một tham 56. Có một khoanh ruộng ở màu 2 bên nó đấy. Chém đi. Nó một. Vâng. Màu 4 nó về nhà thằng ấy hồi rồi. Tham lại 60 dành cho nó một. Bên bạn chắc chắn sẽ muốn giết chết nó một trước. Sau đó thì mới ốp vào nhà của Mạnh Hào. Mạnh Hào cuối lên bản đồ để thủ cho nó một nữa. Bên bạn là thế hai cung nhưng chỉ là cung AC và cung phổ. Chị Bòi vẫn đang quấy rối rất khủng khiếp ở nhà của game thủ cầm AC Real, game thủ xi măng. Nhà xi măng đang rất sâu. Nhà xi măng có quái rừng so với quy định. Có mỗi bài M1 khỏe thôi. Bây giờ thì M1 có đỡ được game thủ M1 không? Cung R Phonesian chắc chắn đã có giáp 4. Nhưng đầu máu không biết rằng đã là có chưa. Ở tờ này đỡ được. Đỡ được. Thoải mái. Đây là lần thứ N Hoàng Minh đẩy cung vào nhà nó một. Và tên này nó có bắt được không? Anh đang chờ tên chém được kéo về. Để ý vậy ấy. Đi đâu? Này thì đẩy với cả chúng tôi và anh vậy cả BB. Được chưa? Này thì đẩy tôi này. Này thì đẩy tôi này. Vâng bại. Vãi cả vâng nó một đổ lỗi tôi tới về không được. Là do tôi. What the hell? À vâng, như vậy là do xẻ. Vâng, rất ghê gớm. Tiếp tục va vé thành công. Cung R Phonesian giáp 4 đầu máu tầm xạ 7 cộng 2 nhưng không thể đẩy được bài cho son hóa ya của đội 1. Quá khỏe.
Và cứ như thế này thôi thì Hào sẽ như một con trâu. Đây là Hào. Như vậy đội bạn muốn ốp Hào. Như vậy là muốn ốp Hào cho ta này giáp 4 đi. Cùng rờ đứng bên trong được đã không ngán với con chém của ấy à. Mạnh Hào cần phải kéo quần về. Đã là kích 4. Kích 4 chưa Hào? Kích rồi đúng không? Bỏ kín nhà lại đi. Một cái e kìa. Ôi đừng để tôi này lọt vào, tôi mệt lắm. Thôi. Rồi được rồi. Rồi. N1 sang đi. Đỡ nhà Mạnh Hào là thắng. Mạnh Hào sóc thêm một tơn cung nữa có được không? M1 lại đẩy thêm một tơn nữa sang nhà của Mạnh Hào. Đội bạn đã biết Mạnh Hào là người lên 4. Với số lượng chém của mình N1 thì rằng có đỡ được cho Hào không? Thám 70 của N1 bản đồ đã có. Rất đáng tiếc là cho Son không có đầu máu. Đây là tơn ốp quân quan trọng và cũng là quyết định ở trong trận đấu này. Nếu đỡ được nhà thì thắng, còn đỡ được nhà thì cửa thua, không đỡ được nhà thì cửa thua là rất cao. Bên bạn đang rất đông nhưng N1 không ít. Lên cái giáp được không N1 ơi? Số lượng chém N1 đang là đông như quân nguyên. Đây là Mạnh Hào đang trên đường kích đạp đôi, nhưng vẫn cần phải nâng cấp công nghệ cho con cung rờ Egypt của mình. Đừng để mất, không như vậy là cái nhà nâng cấp thì không bị bắn. Một nhà BL nữa ở phía bên trong. Cung rờ vẫn đang có ở bên trong để có thể thủ lại. M1 đang rất đông nhưng N1 không hề ít. Tờ này liệu rằng có đỡ được không? N1 cũng đang rất đông chém. Số lượng chém N1 nó rơi khoảng tầm 2 kích. Tờ này có vào được không? Lên dốc rồi hãng vào. Vâng, tờ này thì hơi khó khi đối phương đang đứng dốc. M3 đang quá đông cùng và cung rờ M3 cũng là cung rờ tuyển, cung rờ của AC Rian. N1 bắt buộc phải thiêu cho tờ này để giúp cho Mạnh Hào đỡ nhà. Tờ này thiêu hiệu quả không? Tham 80 của người cầm cho Son. Voi đang nở. N1 đang lao vào thiêu chém. Cung rờ Mạnh Hào đi cao cao ra bắn đi. Cung rờ Hào kia. Vâng, có voi. 3 con voi, 4 con voi. Vâng, voi của Egypt. Vâng, Egypt thì không có voi thần, nhưng dù sao nó cũng là những con voi với số lượng máu là 600. N1 đang liên tục đẩy những con chém của mình lên. Vâng, voi đang tỏ ra là khá hiệu quả. Trong khi đó thì chiếc bò đang có tơn móc máy trong nhà của M1. Vâng, thanh niên rất cơ hội. Vâng, Hòa Mi đang không có tay để đỡ nhà. Và Mạnh Hào dường như là thủ nhà thành công. Vâng, tham này là 7x dành cho Mạnh Hào nhưng vẫn chưa thủ xong khi ở trong nhà bị M2 lao vào trong để có thể ăn dần. Và có cả M4 trong tơ này. Một trận mà Quýt rất yếu nhưng thi đấu khá hiệu quả. Mạnh Hào có lẽ cần phải nhận đồ của đến từ N1. N1 vẫn đang là bài thịt gỗ. Bơm cho nó nở khỏe ra đi. Vâng, vẫn chưa được. Thông tin nhận về từ Acidan 61 dân đào 300 vàng. Nó có nhận đồ cho em? Nếu như chưa nhận đồ thì dường như là chưa kích 4. Những con voi của Hào đang tỏ ra là vâng rất hiệu quả. Vâng, cung rờ Acidan mặc dù là bắn nhanh nhưng cũng rất khó để chơi được voi. Tham Lai đang bị đè, nhưng đây là Tham Lai đã có người lên đời 4. Và đó là Egypt, một loại quân đời 4. Vâng, khỏe nhất bản đồ. Trong đó chúng ta quay trải với sẻ, chúng ta bẵng sẻ đi rất lâu rồi. Và đây, cung ngà. Vâng, tí nữa ông ta xem sẻ sau. Tí nữa. Lại quay trải với Hào. Hào Tham Lai 85. Cần được nhận đồ đến từ Mạnh Hào để có thể khỏe hơn. N1 bơm thịt gỗ cho Hào để Hào nở quân đi. Bơm vàng đi, màu 7 cân vàng. Được nhận vàng đến từ N1. Mạnh Hào cần phải cơ cấu lại nhà thật nhanh. Thế trận mặc dù đang bị đè nhưng đang là cửa thắng đang là sáng hơn. Khi đây là Egypt. Về lớp đang liên tục đẩy cung lên gây áp lực để không cho Mạnh Hào đi ra ngoài bản đồ. Và sau đó ở nhà thì mình lên 4. Nhưng đây là đạp đôi Egypt rồi. 182 máu nhưng công nghệ chưa có quá nhiều. Vâng, chưa có công 4. Cần phải có công 4 và công 7. Chưa cứu được khi mà chưa ra được khỏi nhà. Về lớp có đang thi đấu rất hay. Nhưng bây giờ thì là xong rồi. Đạp đôi đã lên xong. Sang luôn được không? N1 cần phải diên dữ thả diều trong tơn đỡ nhà của mình. Đây là N1. Tham hại của anh vẫn đang 70. Một trận N1 đang quá khỏe. Vâng, thời điểm phút thứ 36 mà cho Son dưỡng tham như này là kinh khủng rồi. Đây là lần thứ không biết là bao nhiêu. Vâng, chắc là lần thứ N+1. Vâng, Hoàng My đẩy game thủ N1. Và tơn này N1 đỡ được nữa thì sẽ là trận siêu highlight của anh. Nhưng có đỡ được không khi mà Hoàng My đẩy 3 kích. 3 kích Rafo. N1 đang che lẻ quân của đối phương ra để bắt. Vâng, bắt tơn nhỏ trước và tơn to thì bắt sau. Nhưng có được không? Cùng R nó đang khá trâu. Và dường như vẫn đỡ được. Vẫn đỡ được để cho Mạnh Hào được đưa quân sạc đạp đôi đã tới nơi. Như vậy là N1 sẽ không thể bay nhà được trong tơn này. Cái số lượng chém của anh vẫn đang là quá nhiều. Vâng, anh đang để mất tham. Tham của anh còn 56 nhưng chỉ là mất tham chém mà thôi. Còn dân thì dường như vẫn đang còn nguyên.
Qua trái với Mạnh Hào. Mạnh Hào đang quá khỏe rồi, nhưng đây là mảnh máy của cái thủ chim sẻ. Vâng, bẵng đi sẻ một thời gian rất lâu và xin lỗi. Vâng, tôi lên cung A cho nó mát. Vâng, góc 12 giờ là góc rất đẹp dành cho game thủ chim sẻ. Và MOBA là người chưa lên 4. Tôi không biết là còn cái cửa gì cho đội bạn. Vâng, sẻ đang quá khỏe rồi. Bây giờ sẻ đang đẩy ngược trở lại nhà của game thủ MOBA 5. Đây là điểm yếu của MOBA 5. Trong nhà MOBA 5 bị trích bòi quấy. Một trận đấu rất tốt dành cho cam thủ của người về, đặc biệt là đội trưởng No 1. Anh đang thi đấu quá bay trong trận đấu này. Và chiếc bò có vài sóc đơn rồi, than còn 9 thôi, hiệu quả là rất nhiều. Quay trái với pha đẩy cung A của chim sẻ. Vâng, sẻ có khoanh ruộng cực ấm trên góc 12 giờ. Và đẩy bay nhà của em thủ xi măng. Vâng, xi măng đã bay. Bây giờ còn một mình Hoàng mới nhỉ. Vâng, Phonesian sẽ làm được gì trong thế trận này khi anh đẩy vào khoảng tầm 20 lần nhưng không bay được nhà của nó một. Khi nó một chỉ là người cầm trôi sông. Vâng, cam thủ bên phía Hà Nội đã bẵng đi sẻ một thời gian quá dài. Vâng, sẻ đánh chết được Yamato, sau đó thì ngồi gầy dây sóc dân và lên cung à. Quay trái với Hào thôi. Vâng, như vậy là Hào đạt nát nhà Phonesian. Vâng, Hoàng My vẫn đang rất chề cối. Vâng, tôi biết rằng chề cối làm được huyền thoại, nhưng vấn đề là... À, như vậy là dương voi. Cũng kinh đấy. Nhưng mà biết còn thịt để sóc voi không? Vâng, dương voi. Rất hay. Một ý tưởng mới. Nhưng chờ voi đến được nhà của Mạnh Hào thì có lẽ rằng nhà của màu 3 và nhà màu 1 vâng đã thành vâng xác khô rồi. Không hiểu bên bạn đang làm cái gì. Hoa Mi vẫn đang rất chơi cối, nhưng chơi cối là phải có cơ sở. Hoa Mi nghĩ một bài đánh mới chẳng. Dâng voi để ôm chết nhà Egypt. Lên cả giáp cho đạp đôi. Vâng, úi xuôi lại còn chắc đến cái nỗi là làm tí BP bên trong nhà cho nó mát. Và nhà Hoa Mi đã bay. Tham này đè 9-1 cho Game TV. Còn đây là N1. Đây là bây giờ thì sẽ là thời điểm mà anh sẽ sốc dần. Một tí nữa thì tham này của anh sẽ lên hai lốp rất nhanh ngay sau đây. Nhưng mà là cũng có tên vâng lao vào la liếm nhà của Hoàng Mai Nhi, khi Hoàng Mai Nhi đã bay nhà. Còn đây là Hào. Hào bắt đầu bị voi lao vào nhà. Nhưng chỉ là voi phô và chưa phải là voi thần. Đạp đôi có thể chơi được, chứ cũng chả cần phải phù đâu. Vâng, bên bạn vẫn đánh sao? Không cần, tôi đã bảo rồi, đã với zip nó khỏe lắm. Có mấy con voi ghẻ này thì không cần phải phu. Vâng, đang lên giáp, Mạnh Hào đang quá chắc cốp. Vâng, đang giật giật, tôi không biết đã quýt chưa. Như vậy là xi măng là người reset. Hay không thấy cái gì trong C5. Một trận siêu highlight của đội trưởng No 1. Vâng, tôi đã nhắc đến từ là siêu highlight. Vâng, cho son thế này nó không phải hóa thành Yamato rồi, mà nó hóa thành cái con gì ấy. Và không biết là cái con gì mà nó khỏe kinh khủng luôn. Vâng, Hoàng Minh Nhi đẩy khoảng tầm 20 lần không đẩy bay được nhà của nó một trận này phải chém đến. Vâng, chém chết khoảng tầm 100 con nông dân, vâng 100 con cung R của Hoàng Minh Nhi. Quá khủng khiếp.